cây xấu hổ, chữa khỏi đau nhức xương khớp chỉ trong 4 đến 5 ngày. Nhiều người biết đến công dụng của cây xấu hổ để chữa bệnh mất ngủ, nhưng không biết đây còn là loại thảo dược chữa đau nhức xương khớp lâu ngày rất tốt. 1. Mô tả. Cây xấu hổ, họ trinh nữ, còn được gọi với những tên khác như trinh nữ, cỏ thẹn, mất cỡ, hồn tù thảo. Xấu hổ là loại cây thần thảo sống lâu năm, mọc thành bụi lớn, cao khoảng 30-40cm. Thân cây gồm nhiều cành mọc lòa xòa, có lông và gai nhỏ. Lá là dạng kép, thường cụp lại khi đụng phải. Hoa xấu hổ mọc ở cả lá, được xếp thành đầu tròn, màu tím hồng, có bốn cánh bốn nhụy, bốn noãn, bốn cánh dính nhau ở nửa dưới. Hoa thường nở từ tháng 6 đến tháng 8. Quả xấu hổ thắt lại giữa các hạt, có nhiều lông cứng. 2. Dược tính. Cây xấu hổ thường được dùng làm cây thuốc, toàn cây gọi là hàm tu thảo. Cành lá thu hái vào mùa khô, dùng tươi hoặc dùng khô, rễ đào quanh năm, rửa sạch, thái mỏng, phơi khô. Theo y học cổ truyền, cây xấu hổ có vị ngọt, hơi sơ, tính hơi hàn, có tác dụng trấn tĩnh, an thần, chống viêm, làm dịu đau, hạ áp, tiêu tiết, lợi tiểu. Các nghiên cứu hiện đại cho thấy cây xấu hổ có tác dụng ức chế thần kinh trung ương. Kết quả thu được đã chứng minh kinh nghiệm dùng xấu hổ chữa mất ngủ trong dân gian là đúng. Các bộ phận của cây xấu hổ khi dùng làm thuốc có những dược tính như sau. Cành và lá cây có vị ngọt, hơi đắng, tính lạnh, hơi có độc, tác dụng thanh can hỏa, an thần, tiêu tiết, giải độc. Dùng để chữa viêm ruột, viêm dạ dày, mất ngủ, trẻ em cam tích, mắt nóng, tướng đau, sưng tấy, mưng mủ ở phần sâu. Liều dùng 15-30g dưới dạng thuốc sắc hoặc nấu với thịt, dùng đắp ngòi không kể liều lượng. Rễ cây có vị chát, hơi đắng, tính ấm có độc, tác dụng chỉ khái hòa đàm, thông kinh hoặc lạc, hòa vị, tiêu tiết, dùng chữa viêm khí quản mãn tính, phòng thấp đau nhức, viêm dạ dày mãn tính. Liều dùng 10-15g dưới dạng thuốc sắc hoặc ngâm rượu mỗi ngày. 3. Kinh nghiệm chữa đau nhức xương khớp bằng cây xấu hổ. Nhiều người biết đến công dụng của cây xấu hổ để chữa bệnh mất ngủ, nhưng không biết đây còn là loại thảo dược chữa đau nhức xương khớp lâu ngày rất tốt. Kinh nghiệm dân gian của người dân các vùng Diễn Châu, Nghệ An và một số địa phương thuộc miền Nam cho thấy loại cây này dùng để chữa bệnh xương khớp rất hiệu quả. Các bài thuốc cụ thể như sau. Chữa đau nhức xương khớp lâu ngày. Dùng rễ cây xấu hổ, thái thành từng miếng mỏng phơi khô. Ngày dùng 120g đem rang lên, sau đó tẩm rượu 35-40 độ, rồi lại rang cho khô. Thêm 600ml nước, sắc còn 200-300ml, chia làm 2-3 lần uống trong ngày. Bài thuốc này thường dùng 4-5 ngày là thấy kết quả. Chữa đau lưng, đau nhức xương khớp, chân tay tê liệt. Rễ xấu hổ 30g, thái mỏng, tẩm rượu, sao cho thơm, sắc với 400ml nước còn 100ml, chia uống làm 2 lần trong ngày. Rễ xấu hổ, khi thiêm, gai tầm sọng, dây đau xương, thiên niên kiện, thổ phục linh, tục đoạn, dây gấm, kê huyết đằng, mỗi thứ 12g, sắc uống ngày 1 thang. Rễ xấu hổ, rễ bưởi bung, rễ cúc tần, mỗi thứ 20g, rễ đinh lăng, rễ cam thảo dây, mỗi thứ 10g, sắc uống ngày 1 thang, có thể ngâm rượu. Hỗ trợ điều trị và dự phòng thoái tác đau xương, thấp khớp, tê thớp. Rễ cây xấu hổ và rễ cây lá lốt, mỗi thứ từ 15-20g khô, sắc uống trong ngày. Dùng nước sắc cây xấu hổ và cây lá lốt, cho thêm một chút muối ăn để ngâm các khớp bị bệnh trong thời gian chừng 20-30 phút, khi nước thuốc còn ấm. Thuốc xong tắm chữa viêm khớp. Cây xấu hổ lá lốt, mỗi thứ 40-50g, lá lòng não 20g, quế chi 15g, hắc hương, tiết tô, cây hy thiêm, lá ngải cứu.
đơn tướng quân mỗi thứ 30-40g. Cho tất cả vào nồi, thêm nước xăm xấp đun sôi, tới khi có mùi thơm tỏa ra, trùm vải kín, để hơi nước thuốc ngấm vào bộ phận bị bệnh. Xong khoảng 10-15 phút mỗi ngày, tới khi mồ hôi ra toàn thân thì dừng lại. Nên xong hoặc tắm hơi ngày một lần, mỗi liệu trình 2 tuần, sau đó nghỉ một tuần rồi làm tiếp liệu trình khác. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Không ngờ, món ăn chữa dứt điểm gai cột sống rất dễ làm, lại còn chống ung thư cực hiệu quả nữa nè. Nhiều người cứ nghĩ trời kêu ai nấy dạ, bệnh tật là lẽ thường tình, thế nên có bệnh thì nhận chứ phòng với tránh chi cho mất công. Thế mới có chuyện bệnh viện ung bướu lúc nào cũng chật kín người, còn các cây thuốc quanh mình thì bị bỏ quên ngó lơ. Có lần tôi có dịp nói chuyện với một người bạn ở nước ngoài, bạn ấy đang làm trong ngành dược. Chúng tôi có trao đổi email qua lại, bạn ấy hỏi bên Việt Nam có nhiều cây xương rồng không. Tôi bảo nhiều vô số kể. Bạn nói chúng tôi đang nghiên cứu một loại thuốc chữa viêm khớp mà trong cây xương rồng có chất này để chữa bệnh rất hiệu quả. Lúc đó tôi mới ồ lên, vậy mà dân mình đâu ai biết, đâu ai quan tâm. Nếu nhớ không nhầm, có lần đi Phan Rang chơi, tôi thấy ở đây xương rồng nhiều vô kể, mọc hoang dại khắp các nẻo đường, giống như biểu tượng của vùng đất quanh năm chỉ có 7 ngày mưa. Nhưng hầu như không ai biết loại cây này dùng để chữa bệnh xương khớp rất hiệu quả và chữa bằng cách nào. Lúc đó bản thân tôi cũng không biết, cho đến lần tôi có dấu hiệu bị xương khớp, đầu gối đau nhức kinh khủng, tôi nhớ lại có lần bạn tôi nói cây xương rồng có chất chữa khớp vi diệu lắm. Vậy là tôi mạnh dạn email cho bạn, rồi được bạn hướng dẫn thế này. Dù thuốc chữa xương khớp vẫn đang trong quá trình bào chế, nhưng bạn có thể chữa tạm thời bằng cách này hiệu quả lắm. Cứ lấy khoảng 3 đọt non xương rồng ba chia, dài chừng 10cm, loại thường dùng để trồng hàng rào. Nhớ lựa đọt non còn tươi xanh và một con cá lóc ruộng khoảng 250g. Cách thực hiện: bước 1, xương rồng mua về thì đem tỉa hết gai ở các cành, rửa sạch rồi bào hoặc sắp thành từng lát mỏng. Bước 2, cho một lượng muối vào xương rồng rồi bóp nhẹ, cho ra mũi xương rồng, đem xả với nước cho hết muối rồi lại cho tiếp một lượng muối vào xương rồng và bóp tiếp. Xả xương rồng lại lần cuối với nước sạch sao cho ra hết bủ. Bước 3, đem cá lóc làm sạch, bỏ hết nội tạng cá. Bước 4, cho xương rồng và cá lóc đã sơ chế vào nồi, kèm theo một chén nước, nấu trên lửa nhỏ liu riu cho đến khi thấy nước gần cạn, cá lóc vừa chín thì tắt bếp. Ăn cá lóc xương rồng trong ngày và ăn trong 5 ngày liên tiếp để xua tan những cơn đau nhức. Ngoài cách trên thì chúng ta có thể áp dụng cách khác dễ hơn, đó là uống nước ép xương rồng vừa đơn giản vừa chữa được rất nhiều căn bệnh chỉ với 1 ly mỗi ngày. Vậy đó mà dần dần tôi đã khỏi. Tôi cũng đem cách này chỉ cho bố của một người bạn bị đau cột sống. Đi khám thì bác sĩ bảo là gai cột sống. Mặc dù đã chạy chữa khá nhiều, nhưng bệnh vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Uống thuốc tây y không thấy khả quan mà quá tốn kém, nên tôi chỉ lại cách chữa bệnh bằng xương rồi cũng khỏi. Vậy đó, nếu nhà nào có người bệnh đau nhức xương khớp thì dùng thử nha. Biết đâu phước chủ may thầy. Ngoài ra, theo nghiên cứu y khoa tôi đọc được, từ các tài liệu cho rằng xương rồng có thể tốt với một số trường hợp sau: làm dịu chứng viêm khớp, ức chế sự di chuyển bạch cầu, hoạt động như một chất xúc tác trong sự phát triển của các bệnh viêm. Nó chứa vitamin A, B2 và C, rất có lợi cho những người bị viêm khớp dạng thấp, giảm đau và chống viêm. Tốt cho đường ruột, giống như một chất khử độc tự nhiên, nó có thể được sử dụng trong điều trị viêm túi mật và viêm đại tràng và hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn tốt cho ruột. Ngoài ra, tính chất chống viêm của nước ép này giúp giảm viêm ở niệu đạo và bàng quang, đặc biệt là trong trường hợp sỏi mật và nhiễm trùng bàng quang
đường tiết niệu. Tăng cường hệ miễn dịch. Uống nước ép xương rồng thường xuyên sẽ giúp bạn loại bỏ các loại virus gây hại trong cơ thể, nên giúp tăng cường hệ miễn dịch. Bên cạnh đó, hàm lượng phytochemical cao trong cây xương rồng ngăn chặn các khối u và tăng phản ứng miễn dịch trong cơ thể. Tốt cho phụ nữ. Đối với các chị em phụ nữ đang bị đau bụng kinh, bị chuột rút sẽ rất hiệu quả. Ngoài ra cũng hỗ trợ rất tốt trong việc kiểm soát buồn nôn, giảm mỡ máu. Nước ép xương rồng rất giàu chất xơ hòa tan, làm giảm mức cholesterol LDL trong cơ thể. Nó cũng làm giảm quá trình oxy hóa chất béo, ngăn ngừa chứng xơ vữa động mạch, ngăn ngừa ung thư. Một công dụng khác của nước ép xương rồng chính là khả năng ngăn ngừa ung thư và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Nó có chứa chất chống oxy hóa beta-lactam cao, các chất chống ung thư tự nhiên được sử dụng thay thế cho hóa trị. Giảm nguy cơ thoái hóa. Khi kết hợp nước ép xương rồng với một loại trái cây giàu vitamin C sẽ giúp tăng khả năng bảo vệ tổng thể cho sức khỏe. Vì vậy, tiêu thụ thường xuyên nước ép xương rồng có thể làm giảm nguy cơ bệnh thoái hóa và ngăn ngừa lão hóa. Duy trì lượng đường trong máu. Việc tiêu thụ thường xuyên nước cây xương rồng có thể giúp duy trì lượng đường trong máu. Pectin, chất xơ hòa tan có trong nước trái cây này làm chậm tốc độ hấp thụ đường của cơ thể người. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tàn phế vì viêm khớp thấp. Chủ quan trước các hiện tượng vặt vãnh như đau nhức, sưng tấy ở các đầu ngón tay, ngón chân có thể khiến bạn trở thành tàn phế. Hậu quả của chủ quan. Chị Trần Thị Lý, 45 tuổi ở 55/127 Trần Huy Liệu, Hà Nội, bị đau khớp ngón tay gần một tháng nay nên chị tích cực uống thuốc giảm đau, xoa dầu, bóp mạch gấu, nhưng các triệu chứng vẫn không hề thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Đến khi thấy khó cử động, chị mới vào bệnh viện khám. Bác sĩ cho biết chị đã bị viêm khớp ở giai đoạn muộn và nguy cơ tàn phế là rất cao vì xương đã bị ăn mòn. Còn anh Trần Văn Hùng ở Phủ Lý, Hà Nam đến bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội khi các ngón tay đã khó cử động, có cảm giác bị tê ở các đầu ngón tay, co duỗi khó khăn. Sau khi tiến hành các xét nghiệm chụp chiếu, bác sĩ kết luận phần xương khớp xương tay của anh Hùng đã bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn tới tình trạng bị tê tay, khó cử động, không điều trị kịp thời, nguy cơ tàn phế là rất cao. Ở Việt Nam, có khoảng 700-800 ca mắc bệnh viêm khớp thấp mỗi năm. Trong đó, 80% là nữ giới ở độ tuổi từ 30 trở lên. Sau 5 năm mắc bệnh, thì chỉ 40% bệnh nhân còn chức năng bình thường, 16% bị mất chức năng nghiêm trọng. Những người mắc bệnh trên 10 năm thì 40-60% mất khả năng làm việc. Bác sĩ Hoàng Văn Dũng, khoa cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, viêm thấp khớp là bệnh không gây tử vong nhưng lại gây tàn phế rất cao, làm giảm sút khả năng lao động, gây áp lực tinh thần rất lớn lên người bệnh. Nguyên nhân là do quá trình ủ bệnh khá dài, các khớp ngoại biên bị màng dịch ăn mòn theo xu hướng tăng dần, khiến các khớp sụn bị tổn thương, các khớp xương dần dần biến mất do quá trình oxy hóa màng dịch. Các khớp khó hoạt động, kèm theo cảm giác tê cứng, đau nhức. Các cơn đau thường diễn ra vào nửa đêm và gần sáng. Nhiều bệnh nhân thường chủ quan cho rằng đó là dấu hiệu bình thường của tuổi già, nên chỉ xoa bóp mặt gấu, cao hữu cốt hoặc uống thuốc giảm đau thông thường. Chính sự chủ quan của người bệnh khiến cho bệnh tình ngày càng nặng hơn, nguy cơ tàn phế tăng cao. Phát hiện sớm, cơ hội nhiều. Viêm khớp thấp là một bệnh khó điều trị và chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Vì đây là quá trình lão hóa xương từ từ. Có nhiều giả thiết cho rằng bệnh này do virus, vi khuẩn. Người bệnh phần lớn là phụ nữ từ 30 trở lên. Nguy cơ tai biến của bệnh này là rất cao. Vì vậy, việc phát hiện bệnh sớm sẽ giúp cho quá trình điều trị dễ dàng, triệt để hơn. Bệnh viêm khớp cấp tính tiến triển và bộc lộ rõ triệu chứng vào những khi thời tiết giao mùa, đặc biệt là cuối thu đầu đông. Vì giai đoạn này, khí hậu trở nên lạnh giá, các cơn gió mùa đông bắc kéo về, khiến cho người mắc bệnh thường cảm thấy trong người đau nhức xương khớp,
Đầu các ngón tay tê mỏi như có kim châm, phần cổ tay, khớp gối, bàn chân, cột sống cổ thường đau khi thay đổi tư thế đột ngột. Gặp khó khăn khi làm việc với tư thế cúi, ngồi lâu một chỗ. Ngoài ra, người bệnh còn có những triệu chứng khác như sốt cao về đêm, gần sáng, kèm theo chứng ho khan, người gầy suốt, mệt mỏi, thiếu máu. Nhiều người còn bị ảnh hưởng chức năng tim mạch, dẫn tới các triệu chứng như tim đập nhanh hơn bình thường, hay hồi hộp, ra mồ hôi trộm, đêm ngủ thường lo lắng, giật mình. Đẩy lùi mầm họa. Hiện nay, nền y học vẫn chưa có phương pháp điều trị bệnh viêm khớp thấp một cách triệt để, mà chỉ có thể điều trị để cho bệnh không tăng lên, giảm đau, giảm các triệu chứng khó chịu, ngăn ngừa các biến dạng và giữ gìn các chức năng bình thường của khớp, cải thiện khả năng hoạt động bình thường cho bệnh nhân. Các thuốc có tác dụng ổn định bệnh như psilocybin, methotrexate, các loại thuốc giảm đau, nâng cao thể trạng, thường phải dùng trong thời gian dài. Vì thế cần phải có sự điều chỉnh cho phù hợp, cần đặc biệt cẩn trọng và không nên lạm dụng các thuốc có corticoid vì nó có thể gây ra nhiều tác dụng phụ như gây tổn thương gan, dạ dày, tá tràng, tăng huyết áp, suy thận. Người bệnh cũng nên phối hợp giữa việc dùng thuốc và luyện tập, châm cứu, xoa bóp để khớp được vận động linh hoạt, những bài vận động nhẹ nhàng với cường độ luyện tập vừa phải để tránh nguy cơ gây tổn thương khớp, như đi bộ nhanh, yoga sẽ giúp tăng cường sức bền và độ dẻo dai. Với những bệnh nhân nặng, nên có chế độ điều trị đặc biệt hoặc tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, cần cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định phẫu thuật, đặc biệt với người cao tuổi, người có sức đề kháng kém vì có thể có biến chứng nguy hiểm. Ngoài ra, người bệnh nên tránh làm việc với các tư thế xấu, làm ảnh hưởng tới khung xương giá đỡ. Tăng cường ăn hải sản để tăng cường omega 3, giúp tăng cường khả năng miễn dịch, giúp chống viêm, giảm đi các triệu chứng làm đau khớp. Các nhà khoa học đã chứng minh, nếu bệnh nhân ăn từ 2 đến 5 gram trên một ngày, axit omega 3 sẽ giảm hẳn cảm giác đau nhức, đẩy lùi bệnh tật. Người bệnh cũng nên bổ sung thêm 1 đến 3 gram omega 6, có tác dụng ức chế sự sản sinh ra chất gây viêm. Omega 6 có nhiều trong thịt động vật và hầu hết các loại dầu thực vật. Các loại vitamin C, D, E cũng đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại quá trình oxy hóa của cơ thể, nên đừng bao giờ quên hoa quả và rau xanh trong bữa cơm gia đình. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Khi nhìn thấy dấu hiệu này của dưa hấu mà vẫn ăn, bạn có thể loạn thần kinh hoặc u ác tính. Dưa hấu là thứ trái cây cả nhà em đều mê vào mỗi mùa hè. Đặc biệt, mẹ em thích món này và là siêu cao thủ chọn dưa. Mẹ em chọn quả dưa nào cũng đều đỏ ruột, nhiều nước và ngọt lắm luôn. Hôm vừa rồi em đi chợ một mình, thế là tự mua một quả dưa hấu về cho cả nhà. Em hăm hở lấy dao bổ dưa để mời cả nhà thưởng thức. Vừa lúc ấy mẹ em cũng về, nhìn thấy quả dưa trên tay em, mẹ em bảo: "Thôi, đừng tiếc mà ăn nữa, dưa như thế này chỉ có bỏ đi thôi con ạ." Em bí xị mặt mày, nhưng rồi cũng nghe theo lời mẹ, không ăn quả dưa đó nữa. Thì ra quả dưa em mua về, khi cắt ra đã có những vết nứt ở bên trong. Mẹ em nói đây là dấu hiệu của một quả dưa không nên ăn vì nó không đảm bảo chất lượng do dưa đã được tiêm hóa chất. Ôi, em thật là đản trí quá đi mà. Mẹ em bảo dưa hấu tiêm thuốc thường là những quả dưa còn xanh, bị tiêm các chất phụ gia, chất tạo màu để có vị ngọt và màu sắc như dưa chín. Hầu hết những hóa chất dạng này đều không có bất kỳ thành phần dinh dưỡng nào. Để giảm giá thành và đánh lừa người tiêu dùng, nhiều tiểu thương còn dùng những phụ gia độc hại vốn dùng để sản xuất than đá, thuốc nhộm để bơm vào trong quá trình gia công thực phẩm. Những loại chất phụ gia này rất nguy hiểm cho sức khỏe con người, chúng có thể gây rối loạn thần kinh, thậm chí tạo nên những khối u ác tính nữa đó các chị ạ. Mấy hôm sau, em được mẹ dẫn ra chợ hướng dẫn mấy mẹo hay chọn dưa hấu. Nghe xong đúng là được mở mang tầm mắt luôn các chị ạ. Em kể các chị nghe mấy dấu hiệu chứng tỏ chắc chắn
dưa đã được tẩm hóa chất. Các chị nhớ tránh chọn loại dưa này nhé. Khi nhìn thấy quả dưa hấu có lớp lông nhung bên ngoài, vỏ sẫm màu, hoa văn mờ nhạt là dấu hiệu của dưa đã tiêm hóa chất kết chín. Dưa hấu ngon, an toàn phải có vỏ trơn bóng, hoa văn rõ ràng, đường vân sắc nét, dưới đáy hơi vàng. Bổ quả dưa ra, nếu thấy dưa có các vết nứt bên trong thì đây là dấu hiệu của một quả dưa bị chín ép do tiêm hóa chất. Các chị nên bỏ ngay, đừng cố ăn kẻo mang bệnh vào người. Cuốn dưa chuyển màu nâu đen, xoắn lại, giòn và dễ gãy là dưa thu hoạch đã lâu. Các chị nên chọn dưa có phần cuốn tươi và loại dưa mới được thu hoạch và hạn chế mua loại dưa héo để tránh gây hại cho sức khỏe. Khi thấy dưa hấu có phần ruột trắng lõi, càng ra phần ngoài rìa càng nhạt, hạt của quả dưa có màu trắng, vàng, thậm chí là trong suốt thì các chị cũng không nên ăn nữa nhé. Đó là những quả dưa đã được thu hoạch non, sau đó đã được tiêm hóa chất kết chín rất độc hại cho sức khỏe. Quả dưa ngon phải là dưa già, có hạt màu đen. Dưa có hai phần đầu mắt cân xứng, đầu này to, đầu kia lại nhỏ. Ở phần cuốn dưa hơi lõm vào bên trong một chút, các chị cũng không nên chọn mua vì đây cũng là một dấu hiệu của một dưa đã bị tiêm thuốc. Thuốc được tiêm vào dưa khiến quả dưa bị biến dạng như vậy. Trên đây là một số dấu hiệu bằng mắt thường có thể quan sát để xác định dưa hấu đã bị tiêm hóa chất. Các chị nhớ lưu lại để tránh chọn mua những loại quả này để không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của gia đình. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ai bị gai cọt sống thì không nên bỏ qua bài thuốc cực đơn giản này. Sau khi dùng cho mẹ để khỏi bệnh gai đôi cột sống, chị Phương Loan đã chia sẻ bài thuốc này với bạn bè và mọi người trên Facebook. Chị đã tìm thấy nhiều đồng minh cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh. Ai có mẹ già bị đau xương khớp, đặc biệt là bị gai cọt sống, đều sẽ thấy xót xa vô cùng. Mỗi lần chứng kiến cảnh mẹ bị đau vùng cổ, thắt lưng, chị Phương Loan, quê gốc Đồng Nai, lại ứa nước mắt. Thương thay cho mẹ. Chỉ có điều, mẹ chị nhất mực không chịu đến bệnh viện. Bà cứ gàn con và bảo: mẹ sống chung với lũ cả 20 năm nay rồi, giờ đi khám làm gì cho phí tiền. Nhưng đấy là khi bà mới 70 tuổi, còn đi lại túc tắc được, và thời tiết lúc đó ở miền Nam không quá khắc nghiệt. Sau đó, bà đã cùng cả gia đình chị Loan ra Hà Nội sinh sống, nên càng cảm nhận rõ rệt những cơn đau do căn bệnh này đem lại. Nhớ lại khoảng thời gian hãi hùng ấy, chị Loan chưa hết rùng mình. Tôi thương mẹ tôi lắm. Bệnh gai cột sống của bà khi ấy đã trở nặng đến mức suốt ngày đau tê ở cổ, rồi lan qua hai tay, đau dọc sống lưng xuống hai chân. Tôi có massage đấm bốt hay cho bà uống thuốc giảm đau cũng không ăn thua. Đêm đến, bà không dám làm phiền con cháu nên cứ rì rì khóc. Khi thời tiết ổn định thì mẹ tôi túc tắc đi khắp nhà, vui vẻ vì đỡ mệt, nhưng chỉ vài ngày sau, mức độ đau sẽ tăng lên gấp đôi. Khi tái khám, bác sĩ nói mẹ tôi đã bị rất nặng, dây thần kinh chèn ép quá nặng, không chừng chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ gặp chứng ống tủy, thu hẹp rối loạn đại tiểu tiện và mất cảm giác toàn thân. Đến mức ấy thì mẹ tôi sợ quá, bà hốt hoảng xin tôi đưa đi khám. Của đáng tội là vì thằng cháu đích tôn vừa cưới vợ, vợ cháu lại đang mang bầu sắp đẻ. Mẹ tôi háo hức được nhìn mặt chắc nên rất muốn chữa khỏi bệnh, để vào Nam bế chắc một lần. Tôi chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện đông, tây y ở Hà Nội. Nhưng tây y thì không tác động vì mẹ tôi đã cao tuổi, còn đông y kể cả chăm cứu cũng rất lâu khỏi. Buồn chán, tôi than thở với bạn bè qua điện thoại và đăng lên cả Facebook kêu la để đỡ stress. May thay cậu bạn cấp 3, khi đọc được chia sẻ của tôi, đã nhắn một tin nhắn đáng giá ngàn vàng. Mình sẽ mách cho mẹ cậu cách chữa bệnh bằng 3 loại thảo dược đơn giản: chanh, bưởi và ngải cứu. Chờ mình đi công tác về rồi sẽ tặng nhà chỉ cho bà nhé. 2 ngày nữa thôi. Mừng như trúng số độc đắc, tôi khoe ngay với mẹ,
Hai ngày sau, cậu bạn tôi đến nhà và chỉ cho một bài thuốc vô cùng dễ làm và dễ dùng. Chỉ cần chuẩn bị hai quả bưởi, một cái chanh bỏ hạt phơi khô, 200g ngải cứu khô, đem tất cả các nguyên liệu xào vàng, hạ thổ rồi ngâm với 2 lít rượu, 200g đường phèn trong 1 tuần cho ngấm rồi đảo đều, để kỹ từ 3 tuần đến 1 tháng là có thể lấy ra dùng được. Uống thuốc hàng ngày, mỗi lần uống một chén nhỏ khoảng 5-10ml sau ăn. Thời gian đầu dùng thuốc, người bệnh sẽ đau đớn vì công thuốc, nhưng chỉ cần cố gắng chịu đựng, thì từ ngày thứ 7 trở đi, sẽ thấy cảm giác êm ru. Tôi vội vã mua đầy đủ nguyên liệu trên và ngâm rượu cho mẹ dùng. Đúng như lời cậu bạn tôi nói, sau 7 ngày, mẹ tôi như tìm lại được niềm vui sống. Bà ăn ngon miệng hơn, đi lại dễ dàng và ngủ gần 5 tiếng liên tục mà không đau e ẩm mình mẩy như trước nữa. Tôi mừng lắm, dục mẹ uống đều trong 1 tháng liền. Sau đó, tôi gọi điện nhờ cậu bạn tư vấn xem nên uống tiếp thế nào. Cậu ấy cũng vui lây và bảo, mẹ cậu bị đã lâu nên để bà uống đều đặn trong vòng 2-3 tháng. Sau đó nửa năm thì uống lại liên tục trong 1 tháng. Cách năm sau, mỗi năm uống 1 lần liên tục trong 1 tháng là được. Mẹ tôi đã chữa khỏi gài cột sống đơn giản, chỉ bằng bài thuốc đó đấy. Tôi háo hức chia sẻ bài thuốc hữu dụng này cho bạn bè, họ hàng gần xa. Nhờ thế mà mẹ tôi đã có thêm nhiều đồng minh nữa trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đáng ghét này. Và thật tuyệt vời, ngay sau liệu trình đầu tiên, mẹ tôi đã đủ sức khỏe để bay vào Nam, chăm chắc mới chào đời. Bà vui mừng lắm. Qua tìm hiểu, tôi được biết, trong dân gian có nhiều cách chữa gai cột sống, tận dụng những thảo dược dễ kiếm không có tác dụng phụ, nhưng thực tế áp dụng lại rất hiệu quả. Trong bài thuốc kết hợp từ các thành phần trên cũng rất có lý. Bự bưởi có những phytochemical ngăn ngừa chất prostaglandin làm viêm khớp xương. Theo đông y, muối bưởi có vị ngọt, chua, tính hàn, có tác dụng kiên tỳ, giảm ho, tan đờm, chữa rối loạn tiêu hóa, đau đầy bụng, khó tiêu, đau khớp. Vỏ bưởi tính ấm, vị đắng, ngọt, có tác dụng tan đờm, giảm ho, điều hòa khí huyết, giảm đau. Ngải cứu thì tính ấm, có vị cay, có tác dụng ôn hòa khí huyết, hay được dùng chữa các bệnh đau đầu hoa mắt, nhức buốt xương khớp, đau thần kinh tọa. Chanh có chức năng giải độc, bảo vệ thành mạch, tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tác hại của những gốc tự do để làm chậm sự lão hóa, từ đó tăng cường khả năng tự chữa gai cột sống. Theo đông y, lá, rễ và vỏ quả chanh có vị the, đắng, mùi thơm, tính bình, có tác dụng tán phan giải nhiệt, hoạt huyết, thông kinh lạc, tiêu đờm, tiêu thực, giảm ho, sơ tiết càng khí. Cây chanh thuộc nhóm 54 cây thuốc, có giá trị dược liệu cao nhất trong danh mục hơn 7.300 loại thực vật, được tổ chức Plant for a Future ở Anh Quốc phân loại và xếp hạng căn cứ vào giá trị dinh dưỡng cũng như dược liệu. Theo bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các vị thuốc trong bài đều có tính ấm, lại được ngâm trong rượu đế cũng có vị cay, tính nhiệt nên rất phù hợp chữa gai cột sống. Thêm nữa, vỏ bưởi và quả chanh đều có công năng hành khí nên có tác dụng chỉ thống giảm đau. Theo y học cổ truyền, thống đau là do bất thông, ứ trệ, tắc nghẽn. Các vị thuốc có công năng làm cho kinh mạch thông suốt, khí huyết lưu chuyển bình thường thì chứng đau thuyên giảm, chữa thoái hóa cột sống. Mong là mọi người khi áp dụng bài thuốc này đều sẽ thành công và vui vẻ sống khỏe như mẹ tôi nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Giật mình về những nguy hại khó lường của bánh trung thu. Bánh trung thu luôn là thứ quà không thể cưỡng đối với bất cứ ai. Tuy nhiên, chính những thành phần trong bánh lại là mối lo ngại đối với nhiều người. Ăn một chiếc bánh trung thu bằng 3 bát cơm. Ghi nhận từ VTV, lại một mùa trung thu đã tới. Những chiếc bánh nướng vàng ươm, bánh dẻo trắng tinh, thơm nức mùi hoa bưởi luôn mang lại sự thích thú cho những người thưởng thức.
Nhưng nếu ăn bánh trung thu quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, không phải người tiêu dùng nào cũng biết. Phần lớn chất béo trong bánh trung thu từ thịt mỡ là loại chất béo no gây nhiều tác hại. Nhân bánh trung thu thường có hương vị đặc trưng, có mỡ nên có độ béo ngậy và vị rất ngọt. Do đó, bánh cung cấp cho cơ thể nhiều năng lượng từ đường và chất béo. Vậy nên, đối với những người đang mắc bệnh béo phì hay tiểu đường thì sử dụng nhiều bánh trung thu sẽ gây hại đến sức khỏe. Chia sẻ trên Vietnamnet, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng cho biết rằng vỏ và nhân bánh trung thu chứa rất nhiều đường và chất béo. Một chiếc bánh thập cẩm loại 176g, 2 trứng, cung cấp 600-800 calo. Loại 4 trứng cung cấp gần 1.000 calo. Trong đó, lượng glucid và bột luôn chiếm trên 80%. Theo bà Lâm, lượng calo này tương đương với một bữa ăn chính, từ 600-800 calo, khoảng bằng 3 bát cơm hoặc bằng 1,5 lần bát phở bò. Dễ gây ngộ độc nếu bảo quản không tốt. Cũng theo VTV, phần lớn chất béo trong bánh từ thịt mỡ là loại chất béo no gây nhiều tác hại. Chất đạm trong bánh nướng khá cao, thường là đạm động vật nên nếu bảo quản không tốt, chúng sẽ bị hỏng gây ra ngộ độc. Ngoài ra, nhiều loại bánh trung thu hiện nay thường có nhân là trứng muối, với hàm lượng cholesterol cực kỳ cao. Nếu những người bị tiểu đường, tiêu thụ nhiều sẽ khiến bệnh chuyển biến xấu. Từng loại nguyên liệu đều có nguy cơ mất an toàn thực phẩm như thực phẩm bị ôi thiêu, thực phẩm nhiễm các loại nấm mốc, vi khuẩn gây bệnh, nhiễm hóa chất độc hại. Nếu không kiểm soát được nguyên liệu, khi chế biến không đảm bảo quy trình về vệ sinh làm cho sản phẩm dễ bị ô nhiễm, có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm cấp tính, mãn tính, bệnh truyền qua thực phẩm và làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng. Những ai không nên ăn bánh trung thu quá nhiều. Theo người đưa tin, nếu ăn quá nhiều bánh trung thu, trẻ thừa cân, béo phì hoặc trẻ rối loạn dung nạp gluco có thể gây ra đái tháo đường. Còn đối với trẻ biếng ăn, khi ăn một miếng bánh vào lúc đói, đường huyết tăng lên sẽ làm trẻ mắc cảm giác thèm ăn trong bữa chính, khiến trẻ chán ăn, gây nên suy dinh dưỡng. Các chuyên gia khuyên người tiêu dùng nên ăn. Đối với những người muốn ăn bánh mà không lo béo phì thì nên ăn bánh trung thu chừng mực hoặc cắt bớt cơm đi. Chính bởi lý do này, bạn nên có kế hoạch ăn bánh trung thu điều độ và khoa học để tránh béo phì và gây hại cho sức khỏe. Các chuyên gia cũng lưu ý, vì bánh trung thu chứa quá nhiều đường và chất béo, nên sau khi ăn bánh trung thu, bạn nên đi bộ. Đi bộ sẽ giúp tiêu hao bớt năng lượng dư thừa. Ngoài ra, bạn nên ăn bánh trung thu cùng với trà xanh. Điều này sẽ giúp việc tiêu hóa, phân giải chất béo tốt hơn do chứa axit acetic. Đối với những người hấp thu tốt, khi thưởng thức bánh trung thu, bạn có thể giảm ăn cơm. Hay khi ăn bánh, bạn phải kết hợp vận động nhiều. Điều này giúp hỗ trợ cho quá trình bài tiết và có lợi cho sức khỏe. Các chuyên gia cũng đặc biệt lưu ý, khi chọn lựa bánh trung thu cho gia đình, như chọn sản phẩm có nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ tên các cơ sở sản xuất, địa chỉ, hướng dẫn sử dụng và bảo quản, thành phần bánh, ngày sản xuất và thời hạn sử dụng. Người tiêu dùng cũng nên lựa chọn bánh không bị dập nát, bao bì không bị rách, không có màu sắc khác thường hay có mùi lạ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bốn cách trị thoái hóa cột sống lưng mà thiên nhiên ban tặng. Những vị thuốc tự nhiên có sẵn là cách trị thoái hóa cột sống lưng tốt, bổ, rẻ. Tham khảo bốn bài thuốc dân tộc sau, biết đâu cơn đau bạn phải chịu sẽ cải thiện đáng kể. Cách trị thoái hóa cột sống lưng. Bốn cách sau là sự kết hợp của dược thảo thiên nhiên cùng kiến thức dân gian được lưu truyền đến giờ. Mật ong và bột quế. Cho 2 thìa mật ong, 1 muỗng nhỏ bột quế và 1 cốc nước nóng. Mỗi ngày uống 1 đến 2 lần vào sáng và tối.
Tuy đây là bài thuốc phối từ hai loại thuốc quý, nhưng không phải ai cũng dùng được. Trường hợp không nên áp dụng. Để an toàn hơn, bạn có thể dùng bài thuốc đắp ngoài, lấy mật ong pha với bột quế, cho thêm chút nước ấm thành hỗn hợp sền sệt, xoa nhẹ nhẹ vào chỗ bị đau. Mật ong và quế giúp tán hàn trừ thấp, giảm đau rất tốt trong nhiều chứng đau khớp mãn tính. Rễ trinh nữ. Trinh nữ chính là cây xấu hổ. Dược liệu có tác dụng an thần, kháng viêm, làm dịu đau. Cách trị thoái hóa cột sống lưng phổ biến với các biểu hiện đau lưng, chân tay tê bại. Rễ trinh nữ rửa sạch, thái mỏng, tẩm rượu đem xào thơm còn 20-30g. Đem rễ đã xào thơm, sắc với 400ml nước. Đến khi chỉ còn lại 100ml thì bắt ra, chia làm 2 để uống 2 lần trong ngày. Một cách khác là dùng phối hợp với 20g rễ cúc tần và 10g bưởi buông, 10g rễ đinh lăng và 10g cam thảo dây đem sắc như hướng dẫn. Phần rễ thừa do lấy nhiều nấu thành cao lỏng, pha thêm rượu để dùng dần. Đu đủ, mễ nhân sống. Đây là một món ăn dành cho người hay bị đau nhức do xương khớp thoái hóa. Lấy mỗi thứ 30g, rửa sạch, cho vào nồi, đổ thêm một chén nước, đường liu riu, đến khi thấy mễ nhân chín mềm thì thêm ít đường trắng vào. Vừa là món ăn, vừa là bài thuốc lành tính, nhưng người bệnh phải dùng trong thời gian dài mới thấy tác dụng. Cây nhàu. Đây là loại cây ưa ẩm, thường mọc ven sông, suối ở các tỉnh Trung, Nam Bộ. Cây cao chừng 4-7m, thân nhẵn, lá mọc đối hình bầu dục. Quả nhàu da sần sùi, hình trứng, có da sần sùi. Xanh nhạt khi còn non và vàng nhạt lúc vừa chín. Đặc trưng của loại quả này là mùi nồng và cay. Cách trị thoái hóa cột sống lưng từ cây nhàu. Cách 1. Lấy 5 lạng rễ nhàu thái nhỏ, phơi khô, xào vàng, ngâm với 2 lít rượu 45 độ trong nửa tháng, uống 1 ly nhỏ trước bữa ăn. Cách 2. Sắc 200g quả nhàu già thành lát mỏng, ngâm với 2 lít rượu. Mỗi lần lấy 20-30ml nước uống, một ngày uống 2-3 lần. Cách 3. Dành cho bệnh nhân phong thấp. Rễ cây nhàu, cây đau xương, thổ phục linh, rễ cỏ xước, mỗi loại 20g, cam thảo dây 6g đem sắc uống. Chia thuốc uống làm 2-3 lần trong ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.